Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng xin gửi đến cho cả nhà mình với các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản còn mới nguyên hộp chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em cũng sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã hàng sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo, đó là số 0858585 quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và các anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh nhé. Vì em sẽ đấu liên tục cho cả nhà mình với các cái mẫu rất là đẹp, độc lạ này, rồi là các cái phiên bản mà mang cái phong cách red watch thì các anh chị có thể đeo đi làm, đeo đi chơi hoặc là tặng cho người thân yêu của mình ở trong các cái dịp cuối năm. Dạ vâng, và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mẫu sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đầu tiên ý, thì em sẽ gửi đến cho cả nhà mình đó chính là một cái mẫu của Seiko. Đây là một cái mẫu Seiko mà cũng khá lâu rồi em mới về lại cho cả nhà mình. Bởi vì là cái bản Seiko này là một cái bản Seiko 6 kim và nó chạy rất là nhiều chức năng với chức năng chronograph bấm giờ thể thao, có một đôi cổ chủ lịch ở vị trí góc 3 giờ. Đấy, và cái bản này thì em đấu về nó còn rất là mới nha mọi người nha. Coi như là kiểu dạng như người ta sử dụng thì chắc người ta chỉ sử dụng 1 đến 2 lần thôi chứ cũng không có sử dụng nhiều. Đó. Đây mọi người có thể thấy là mặt kính này chưa hề có một vết xước sát gì. Với dòng này thì nó sẽ sử dụng đó là kính cứng cường lực nha mọi người nhá, chứ nó không sử dụng kính sapphire đâu. Thì cái kính cứng cường lực ý, thì mọi người cũng sẽ hay lo về cái vấn đề chảy xước đúng không ạ? Nhưng mà em thấy là với tất cả các cái mẫu đồng hồ mà em có về ý, thì bởi vì là các cái dòng đồng hồ chính hãng thì bao giờ cái độ chống chảy chống xước của nó cũng rất là tốt. Đúng không ạ? Độ chống chảy chống xước của nó phải đạt được đến hơn 80%. Mà hai nữa là có cái độ chống va đập mạnh ý, thì nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình ý, nó sẽ nếu mà lỡ mà có bị rơi vỡ đúng không ạ? Hay là va đập thì nó khó vỡ hơn là kính sapphire. Đấy, nó cũng sẽ có rất nhiều các ưu điểm. Đối với mẫu này thì bộ kim này, cọc số thì cũng sẽ có dạ quang nhẹ ở trong điều kiện sáng kém nha. Niềng tachymeter này. Đấy, và nó có đầy đủ các phần thông số ở đây. Tiếp theo là về phần dây thì dây của nó sẽ là dây vừa phay xước vừa sàng bóng sẽ kết hợp với nhau. Đằng sau đấy đây, nó sẽ có độ chống nước của nó sẽ là 13. Moment Japan và Keiichi-na, tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko được đặt tại bên Trung. Đấy, còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng. Mẫu này thì dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Cái này thì cái móng tay của em nó ngắn ấy, nó yếu, đâm ra là không mọi người phải cậy cái này ra. Anh chị cậy cái này ra. Thì sau đó mọi người đeo lên tay là sẽ ok thôi. Ở mẫu này có size mặt đó là size 37.8 và càng của phiên bản này sẽ là 45.7. Dạ vâng, không phải cậy cái này ra cơ, nhưng cái móng tay của em nó yếu lắm. Thì ở mẫu này nhá thì em đang để cho cả nhà mình mẫu này đó là 1.750.000. Dạ vâng, 1.750.000 và đây sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là ở mã 441. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 442, phiên bản 44. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 442 nhé. Thì ở phiên bản 442 thì em lên cho cả nhà mình đó là một cái mẫu của Tecnoc. Với cái thương hiệu Tecnoc thì mọi người đã quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Và em về cho cả nhà mình ở mẫu này đó là full hộp, giấy tờ, sổ sách của nó sẽ có đầy đủ. Đó, và đây sẽ là một cái mẫu với form kiểu dáng của nó sẽ là form hình chữ nhật. Cũng không phải hình chữ nhật đâu, nó sẽ hơi vuông vuông một chút xíu. Đó. Ở đây thì nó sẽ có kim 24 giờ một ngày, đúng không ạ? Rồi sau đó là sẽ có kim dây chạy cho chức năng chronograph. Thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị ở vị trí góc 9 giờ. Toàn bộ đó là bộ kim và cọc số thì sẽ có dạ quang sáng ở trong điều kiện sáng kém nha. Đó, nó dạ quang ở cả phần cọc số luôn. Và cái chi tiết niềng này này, mọi người thấy không? Đấy, nó làm theo kiểu dạng sáng bóng ấy. Thì khi mà ánh sáng mà nó chiếu vào ấy thì nó sẽ bắt sáng rất là tốt, rất là đẹp luôn. Đây là nó còn hơi bị bụi một chút nha. Và cái này thì lau sạch đi ấy, là nhìn cho nó sáng, nó bóng, nó đẹp lắm. Cái chi tiết niềng này nó sẽ có phay xước và được cố định bởi bốn cái đế ốc hình hai cạnh ở đây, đúng không ạ? Vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau, chốt khóa nguyên zin. Đằng sau đấy thì cũng sẽ có mã check đó là T8B43, độ chống nước là 10 ATM, stainless steel case. Và dây của nó sẽ là dây silicon. Mọi người thấy không? Độ đàn hồi tốt, ôm tay không bị mùi. Và cái này thì nhìn trông nó rất là khỏe khoắn, nam tính. Và tức là nhìn trông được phong cách thể thao ấy. Đó, tác hãng của nó hiện tại đang là 38.500 yên. Tức là nó tương đương với tầm khoảng 6-7 triệu. Và nó thật sự là bản này lên tay rất đẹp và xuất sắc, size 43. Và càng của phiên bản này sẽ là 49.7. Đấy, mọi người thấy không? Như tay em này là tay 16.5 ấy. Dạ vâng. Thì nó cũng rất là ôm tay, nhưng mà nói chung là để đẹp hơn thì phải tầm cổ tay khoảng độ 17-17.5. Và em rất là thích cái nền mặt xanh, sau đó là có một cái đường chỉ vàng ở đây này. Đó, nó ngồi đường chỉ vàng phía bên trong.
Mẫu này sử dụng bộ máy pin của Nhật và mẫu này em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.250.000, mới nguyên zin, siêu khoa sử dụng, full hộp giấy tờ sổ sách đầy đủ. Đó, mã 442. Rất đẹp nha. Tiếp theo sang ở mã 443. 443 thì em sẽ lên cho cả nhà mình một cái phiên bản của Seiko. Đây là một cái màu mặt huyết, màu mặt đỏ đấy. Đúng không ạ? Dành đến là cho các anh nam tay vừa và nhỏ. Đây là một trong các cái mẫu Seiko 6 kim, rất là đẹp, chạy chức năng chrono grab, chức năng bấm giờ thể thao. Ở mẫu này thì trong bộ sưu tập này thì nó sẽ có, thực sự là em mới đấu được về có đúng một cái màu mặt xanh là một, với cả màu mặt huyết là hai. Đó, em chỉ đấu được đúng hai cái màu này thì em không biết là cái dòng này nó còn màu nào nữa không, nhưng mà cái màu đỏ ấy thì kể cả như ở bản nào cũng thế thôi, nó luôn luôn là một cái màu mà mang đến đó chính là cái năng lượng rất là tích cực. Nhưng mà khi mà mình nhắc đến các cái màu đỏ này, đấy, năng lượng tích cực, thu hút được tất cả năng lượng tích cực. Thứ hai nữa đó là nó trong tiềm thức của mọi người, màu đỏ luôn luôn là một cái màu mang đến sự may mắn, đúng không ạ? Nên là khi anh chị mà sử dụng với các cái phiên bản này thì nó có một cái gì đó nó rất là tự tin. Chạy 1/20 của giây, đúng không ạ? Đây là cái kim chạy 1/20 của giây. Sau đó là khi mà nó chạy được một vòng thì bắt đầu là kim giây này nó sẽ nhích một khớp, đúng không ạ? Đây, đấy, đúng không ạ? Nó tính được một giây. Kim này nó chạy và thời gian đo tốc độ tối đa sẽ được hiển thị vị trí góc 6 giờ. Đây của mặt bên trong trải đều đường vân và có một cửa sổ để cập vị trí góc 3 giờ nhé. Đây là chi tiết niềng của nó, sẽ là theo kiểu dạng sáng bóng này và dây. Thì dây vừa phay sức vừa sáng bóng cũng sẽ kết hợp với nhau. Mỗi này em đấu về là nguyên zin luôn. Đấy, đằng sau đáy đây thì nó sẽ là Moment Japan và K-in Thái Lan, tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko được đặt tại bên Thái. Module máy của nó sẽ là dòng 7T92. Mọi người có thể check theo cái tag này này. Đó, là SND495PC. Bàn này thì form size nhỏ, dành đến cho anh nam tay vừa và nhỏ. Form nó hơi vuông vuông một chút. Có size mặt đó là size 39 ạ, và càng của nó sẽ là 45.5. Đây mọi người thấy mặt đỏ này, đeo lên tay này. Đó, mới nguyên, full hộp nha. Mặt huyết này, rất đẹp. Đấy, và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình, đó là 2.500.000, 2.500.000, mã 443. Nói chung là nếu mà để mà đấu được cái phiên bản mặt xanh ấy, thì cái mặt xanh thì nó đã là một cái màu mà nó đã rất là đẹp rồi, đúng không ạ? Còn mặt đỏ ấy, thì nó sẽ hiếm hàng hơn rất nhiều, hiếm hàng hơn rất nhiều, và thường thì giá đấu bao giờ cũng sẽ cao hơn so với mặt xanh. Đó, mặt xanh thì nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Tiếp theo sang ở mã 444 nhá. 444 thì em sẽ lên cho cả nhà mình, hình như em để hơi ít cơ, thôi em lên luôn mẫu cơ luôn. Đây chính là bản cơ của Carnival. Đây là một cái thương hiệu được thành lập vào năm 1986. Thì như các cái lô hàng trước thì em cũng đã có về cho cả nhà mình với các cái mẫu hình linh vật, đúng không ạ? Thì nói chung là cuối năm nay thì em cũng có sưu tầm cho cả nhà mình với các cái phiên bản đồng hồ chính hãng, với các cái mẫu linh vật đẹp, để cho các anh chị mọi người có những cái ví dụ như làm quà tặng, hay là các anh chị mọi người có thể là đeo lên tay, nó rất là đẹp, mình trưng diện đi đeo, đi làm, đeo đi chơi, đi Tết, đúng không ạ? Rất là ok. Với phiên bản Carnival này thì đây là mẫu automatic và nó sẽ có cả trợ có tay đi kèm. Thì khi mà em lên có tay như này nhá, thì mọi người thấy không ạ? Nó đang chạy và đang hoạt động. Kim giờ và kim phút thì nó sẽ có dạ quang đấy ạ. Và đây chính là phiên bản song mã, tức là nó sẽ có một chú ngựa bạch và một chú ngựa đen. Đấy, đây là phiên bản song mã, có hai chú ngựa. Linh vật ngựa là một trong 12 linh vật thuộc 12 con giáp, và biểu tượng cho đó chính là cái sự kiên trì bền bỉ. Thứ hai nữa đó là cái sự oai phong. Ngựa thì cũng sẽ xuất hiện rất là nhiều, ví dụ như là ở trong cái chuyện Thánh Gióng đấy, đúng không ạ? Đấy thì mọi người thấy là rất là oai phong, rất là lẫm liệt. Và thứ hai nữa đó chính là với biểu tượng ngựa thì người ta luôn liên tưởng đến đó chính là mã đáo thành công. Dạ vâng, tức là luôn luôn là gặp những cái chuyện rất là suôn sẻ. Đấy, hoặc là ngựa ngựa phi nước đại, đúng không ạ? Đấy, tức là một cái sự thành công vang dội to lớn. Thì nói chung là về phong thủy thì nói chung là nó sẽ có rất là nhiều ý nghĩa, thì em cũng gọi là chỉ hiểu nôm na sơ sơ một chút xíu thôi. Còn đằng sau đó thì nó còn rất nhiều ý nghĩa hơn nữa về các cái phiên bản của ngựa. Và ở đây thì bên trong này mọi người thấy là các cái hai cái hình linh vật ngựa này được làm rất là đẹp nhá, tức là nhìn trông nó rất là có hồn. Và thứ hai nữa đó là nó được làm nổi lên phía bên trên ấy, và nó không chỉ dừng lại cái việc đó là cái đồng hồ để mình xem giờ đâu, mà nó là một cái gần như là một cái đồng hồ với cái chức năng đó là nó giống như là trang sức của người đàn ông, đúng không ạ? Trang sức của người đàn ông đấy, rất là đẹp. Các anh chị thấy là sáng bóng, phay xước, đây là mặt trước mặt sau. Sử dụng máy của nó sẽ là máy Mizuta của Citizen, 21 chân kính. Máy vàng và bố của nó sẽ là bố vàng.
với đội chống nước của nó sẽ là BITM, mã số của nó sẽ là 515G, đấy, Stainless Steel Carnival nhá. Với bộ máy này thì nó là bộ máy huyền thoại rồi, đó là cái tần số dao động là 21.600, cũng như thời gian tích cóp tối đa của nó sẽ là 38 tiếng. Đây là bộ máy, và mọi người có thể check ở bản này đó là mã 515G ấy, thì các anh chị thấy là trên thị trường thì đang có cái mức giá nó dao động, nó rơi tầm khoảng độ hơn 4 triệu, không có chỗ nào bán dưới 4 triệu luôn ạ. Nó rơi tầm khoảng độ từ 4,6 triệu đổ lên, 4,6 triệu đổ lên với cái phiên bản Carnival này, đây phiên bản song mã. Ở đây nhá, thì bên trong của nó sẽ là màu xanh ấy, các chị thấy không ạ? Nền của nó sẽ là nền xanh này. Thì ở cái dây này này, nó cũng sẽ có một cái tông màu đen, nhưng mà đen của nó sẽ là đen hơi xanh xanh với các cái đường chỉ xanh xanh một chút xíu này, rất là đẹp nhá. Và đây là khóa của Carnival. Em cũng xin phép là sẽ, cái này thì nó còn nguyên seal đấy, nhưng mà em xin phép là sẽ bóc qua một chút xíu cái seal này. Tôi mất rồi. Để em hướng dẫn cho cả nhà mình về cái cách mọi người sẽ lắp dây nhá. Đây đây. Đấy, thì em sẽ hướng dẫn qua một chút xíu để cho mọi người lắp dây này. Thì đây là cái khóa bấm thông minh đúng không ạ? Đấy, thì các anh chị bấm mở nó sẽ ra như thế này. Đấy, thì ở đây này, các chị sẽ bấm mở cái này lên cho em nhá. Được chưa ạ? Bấm mở cái này lên. Sau đó là mình sẽ luồn dây như thế này. Đấy, lắp vào các cái mắt, đúng không ạ? Tay mình đến đâu thì mình lắp dây đến đó. Sau đó mình lại bấm cái sập cái chốt này xuống cho em. Đấy, sập chốt này xuống, sau đó mình bấm sập này xuống là xong. Đấy chưa? Đấy, đây mọi người sẽ bấm mở như thế này. Đó. Thì đấy là cái phần mà khóa nhé, đúng không ạ? Đấy là cái phần khóa. Đấy, thì em sẽ cuốn lại. Đây là một cái phiên bản mà đeo lên tay rất rất xuất sắc luôn. Size 41 và càng của phiên bản này sẽ là 49. Dành đến là cho anh nam tay vừa và nhỏ, hơi to một chút xíu mọi người có thể là đeo được. Và bản này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 3.650.000. 3.650.000 mã 444 nhé. Mới nguyên zin, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Nên là cái này thì mọi người có thể là mang đi tặng cũng sẽ rất là ok. Tiếp theo sang ở mã 445. 445 thì em lên luôn cái mã bên cạnh luôn, đó chính là phiên bản của Jack Hedison. Đây là tag mark đầy đủ của Jack Hedison, thương hiệu của đến từ Nhật. Ở cái bản Jack Hedison này thì full hộp, bản này thì mới nguyên zin luôn nha, chưa qua sử dụng đâu ạ. Đây các chị thấy này, Soda Radio Control. Và đây, nó sẽ có một cái chứng nhận đá ceramic. Đúng không ạ? Đây có một cái chứng nhận đá ceramic. Đó. Mới nguyên này, siêu bóc siêu. Đây các anh chị thấy đẹp không? Rất là đẹp nhá. Cái này thì dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to một chút xíu. Và lâu lắm rồi em mới về được phiên bản này. Ở đây là phiên bản của Jack Hedison Diamond, tức là kim cương. Đúng không ạ? Nó có một viên kim cương ở vị trí 12, 3, 6 và 9 giờ. Đấy, dòng Solatech, Solar Dry, pin năng lượng mặt trời nhá. Đó, thì ở đây này, thì khi mà mọi người nhìn vào trong cái phiên bản này thì mọi người thấy là nó sẽ chia ra làm hai cái lòng mặt đúng không ạ? Bên ngoài này của nó sẽ là phần cọc số, còn bên trong này thì nó sẽ là một cái phần màu xanh xanh ấy, đó chính là cái tấm để hấp thụ năng lượng bằng ánh sáng mặt trời đấy ạ. Còn chi tiết nền ngoài này của nó sẽ được làm toàn bộ bằng chất liệu đá ceramic này, và nó sẽ được làm đó là khắc theo kiểu dạng như các hình khối ấy. Nên là khi ánh sáng nó chiếu vào nó sẽ bắt sáng rất là tốt. Tiếp theo đó nữa đó chính là cái phần kính, cho mọi người thấy phần kính không ạ? Đó, kính này nó sẽ hơi chóp nó lên và nó giống như là các cái lát cắt kim cương ở phía bên trong ấy. Đây là một cái phiên bản mà phải nói là nhìn để mà nhìn thẳng như thế này nó rất là đẹp rồi nhá, đúng không ạ? Sau đó mình đeo lên tay này nó sẽ hơi nghiêng nghiêng theo các góc cạnh này, thì khi ánh sáng chiếu vào thì nó lại càng xuất sắc hơn. Tiếp theo là về phần dây, thì cái dây này thì nó sẽ có các cái mắt ở giữa này là đá ceramic kết hợp với cả thép, chốt khóa nguyên zin, và đằng sau đáy đây có mã check của nó sẽ là GH-024M, Solar Dry tức là sử dụng pin năng lượng mặt trời, và Radio Control tức là cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Thì cái này thì mọi người cũng sẽ chỉnh thủ công, đúng không? Các chị sẽ cũng sẽ chỉnh thủ công thôi. Đấy, thì đây là dây chốt khóa mới nguyên, chưa qua sử dụng. Bản này thì có size mặt đó là size 41.4 và càng của phiên bản này sẽ là 49.4. Đây, như cổ tay của em là 16.5. Thì cái này tay 17.5 đổ lên thì mọi người đeo sẽ đẹp nha. Mới nguyên luôn, các chị có thể mang đi tặng. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.350.000 mã 445. 2.350.000 mã 445 nhé. Rất là xuất sắc.
Lâu lắm rồi em mới về được cái phiên bản của Jack Henderson mà đẹp như vậy. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 446. 446 thì em đem lên cho cả nhà mình cái mẫu này đi. Đây là phiên bản của Sam Martin. Đó. Cái bản Sam Martin này thì em có về là full hộp nhá. Nó còn có cả một cái hộp bên ngoài để nó đựng giấy tờ sổ sách cơ. Mà em cương quên nhưng không cầm lên đây. Thế còn ở đây này mọi người thấy không? Nó bọc ra. Rất là đẹp. Và cái màu của nó cũng đẹp cơ. Màu của nó sẽ thiên về cái màu xanh ở xanh quân đội ấy. Nhưng là nhìn cho nó rất là khỏe khoắn, nam tính. Ở bản Sam Martin này thì mọi người thấy form kiểu dáng của nó sẽ giống với cả cái dòng của IWC. Nó giống với cả cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở trên thế giới đúng không ạ? IWC đấy ạ. Bản này là bản ba kim. Một lịch ba kim nhé, ba kim, kim dây rốn này. Đấy, bộ kim này và cọc số ở phía bên trong này, nó sẽ có dạ quang. Trời ơi, đẹp chưa? Cái dạ quang nó sẽ có hai màu, cái phần cọc số của nó sẽ một màu và cái phần chấm bi này đúng không ạ? Nó cũng sẽ có một màu. Đấy, nó sẽ có hai màu phân biệt rõ ràng ra để các anh chị có thể nhìn thời gian rất là dễ. Mặt bên trong thì nó sẽ có các đường vân cát chi tiết đường bên trên này, mặc dù nó làm phay xước nhưng mọi người thấy không, cái độ bắt sáng của nó rất là tốt đấy, vừa phay xước vừa sáng bóng kết hợp với nhau. Đằng sau đáy này đúng không ạ, đáy của nó rất là đầy vặn, dây chốt khóa nguyên zin và các cái sợi, các cái đường chỉ khâu tay này rất là đẹp đấy, dây này, chốt khóa. Mẫu này thì em sẽ mở máy luôn cho cả nhà mình cùng xem. Đây nha. Đây mọi người thấy máy của nó chưa? Đây, Zona Switch. Đó, đây các anh chị thấy là nó sẽ có hai cuộn điện. Đúng không? Nó sẽ có hai cuộn điện ở phía bên trong. Máy vàng luôn nha mọi người nha, máy Thụy Sĩ. Đây là một cái phiên bản sử dụng máy của Thụy Sĩ. Máy vàng rất là đẹp. Đấy, cái này thì em sẽ vặn chặt lại đáy cho cả nhà mình, sau đó thì mới gửi hàng nên mọi người yên tâm. Đấy, form kiểu dáng đẹp, kính được phủ thêm AR chống chói. Nói chung là tổng thể của cả một phiên bản này rất là đẹp, rất là chất luôn. Kể cả từ cái chất thép mọi người nhìn vào ấy, nó cũng có cái độ bắt bóng sáng nó khác biệt hoàn toàn so với các cái phiên bản thông thường. Bản này size 37 và càng của phiên bản này sẽ là 45. Đó, nó không quá nhỏ đâu nha mọi người nha. Mọi người thấy không? Khi mà đo là size 37 thì cảm giác nó sẽ hơi nhỏ, nhưng mà đây mọi người thấy là khi đeo lên tay này, bởi vì là do nó còn cả có cả cái thiết kế của càng của nó nữa, hay là kể cả cái dây ấy. Nên là khi mà mọi người đeo lên tay ở phiên bản này thì cứ từ tay 16, 16 năm như em đổ lên là mọi người sẽ đều đeo ok hết. Đó, bản này là máy Thụy Sĩ và mẫu này thì thôi em cũng để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó chính là 2.250.000. Dạ vâng, máy Thụy Sĩ nha mọi người nha. 2.250.000. Mã 446. Đó, tiếp theo sang ở mã 447. 447 thì tiếp tục đó chính là một cái mẫu cơ. Đây là mẫu cơ của Tempo. Đấy, Officina Tempo. Đây là mẫu automatic và nó cũng sẽ có cả chậu có tay đi kèm. Đây là một cái thiết kế của Ý. Đây anh chị thấy Italian design. Cọc số học trò đúng không ạ? Và bên trong này này, nó có một cái vòng tròn bên trong ấy, nó làm đó là các cái đường vân. Mọi người thấy khi ánh sáng nó chiếu vào này, mặt nó lóng lánh không ạ? Rất đẹp, mà chỉ đơn giản là người ta làm đường vân thôi nhá, chứ nó cũng không có phải là làm cái gì nó óng ánh hay là xa hoa cầu kỳ đâu đúng không ạ? Đấy, một chi tiết mà phải nói là họ rất là tinh tế. Đây là một cái phiên bản với form dáng vuông hình chữ nhật, núm nguyên zin, đằng sau đấy sẽ sử dụng đó chính là máy Mizota của Citizen. Đấy, và với bộ máy này thì nó sẽ có 21 chân kính và thời gian tích cót cũng sẽ là 38 tiếng. Dây nguyên zin nhá. Đây là dây nguyên zin này. Đó, bản này thì sẽ dành cho anh nam tay to chút. Size 33 và càng của phiên bản này sẽ là 50. Đó, tay 17. 17.5, 18, 18.5 mọi người đều có thể đeo được ở phiên bản này. Đây là dây chốt khóa nguyên zin, mặt đồng hồ đẹp. Đó. Mẫu này thì em cũng đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này đó chính là 2.500.000. 2.500.000 mã 447. Di chuyển sang ở mã 448. 448 thì em lên tiếp. Đây em lên luôn cái mẫu này luôn. Đây là mẫu của Citizen. Bản này là phiên bản Citizen với module máy của nó sẽ là dòng E610. Đó, và nếu mà anh chị nào mọi người mà đam mê về đồng hồ thì em nghĩ là chắc chắn là mọi người sẽ biết đến cái dòng này. Giá của nó khá là cao đấy ạ, không hề rẻ một chút nào đâu ạ. Vì là nó có rất là nhiều chức năng. Đây thì em thử check thử cho cả nhà mình cùng xem.
có rất là nhiều chức năng. Cái này hôm nay thì em chưa có kịp check. Đây này mọi người này. Đây là giá đấy, là đây là đã sell rồi nhá. Đây là chưa sell là 14 triệu này, hơn cả bản cơ. Hơn cả bản cơ luôn. Đấy, 40 mấy nghìn yên. Đấy, còn nếu mà tạm tính về Việt Nam mình này. Đấy đấy chưa? Đấy là nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 7 triệu. 7 triệu đối với phiên bản này. Đấy, còn nếu mà một vài các cái trang của Việt Nam mình ấy thì giá của nó cũng sẽ cao hơn đấy. Rất là nhiều luôn. Đấy, nói chung là giá của nó sẽ phải dao động rơi vào tầm 7 cho đến hơn 8 triệu đổ lên. Đấy, đấy là bảng của Citizen. Đây, cái mẫu này thì em về rất là mới nha, nhưng mà cũng tiếc là cái mẫu này thì nó không có hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Rất là mới đây anh chị thấy này, không có vết chảy xước gì cả. Thường thì các cái dòng này người ta sử dụng đó chính là mặt kính sapphire đấy, và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình nó sẽ chống chảy chống xước. Đó, nó chạy các cái chức năng ở phía bên trong đây này, nó sẽ rút núm ra mọi người chỉnh này. Đây là về thời gian này, LTM đó là local time này, đúng không ạ? Không này, báo thức này. Đấy, báo thức. Thì đó, nó sẽ có đầy đủ các chức năng. Thì đây mọi người thấy là khi mà ánh sáng nó chiếu vào cái lòng mặt bên trong nhá. Lúc nãy nó lên, tức là ánh sáng mà nó chiếu vào nó lên được cả 7 sắc cầu vồng luôn ấy. Đấy mọi người không? Rất là đẹp. Mà hơi khó lấy một chút. Đấy, nó đang reset về đấy. Bộ kim này, cọc số này, nó có dạ quang. Cái này thì em sẽ chỉnh giờ, chỉnh phút, và tức là chỉnh các cái gọi là cơ bản trước cho cả nhà mình khi mà gửi hàng. Còn khi mà hàng tới nơi rồi thì các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn về dòng này ý, để có thể là mình chủ động hơn trong các việc chỉnh giờ, hay là mình chủ động hơn trong các cái tính năng của nó ý, thì các anh chị sẽ tìm hiểu về dòng Citizen E610 nhá. Ở trên YouTube là người ta sẽ có rất nhiều các video người ta hướng dẫn chi tiết ấy ạ. Thì mọi người cứ tìm hiểu trên đó thôi là mọi người sẽ làm được ngay. Niềm tachymeter này, viền này, vỏ này, mới này, mặt trước mặt sau. Bản này là phiên bản kỷ niệm cho 25 năm thì phải. Đó. Em không rõ lắm, nhưng mà nó đây là kiểu dạng khách hàng thân thiết ấy, Royal là trung thành hay là cái gì đó. Citizen Eco Drive pin năng lượng mặt trời nhá, Radio Control. Đúng không ạ? Thì với cái dòng Radio Control thì nó sẽ cập nhật giờ theo sóng của đài radio, và hiện tại thì trên thế giới sẽ có 4 quốc gia sẽ có 4 trạm thu phát sóng. Ở bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Nói chung là Việt Nam mình sẽ không sử dụng đến cái chức năng này rồi, vì là xa các cột sóng đó quá, nên là mình sẽ phải tự chỉnh thủ công thôi. Size 41.6 và càng của phiên bản này sẽ là 48.7. Đó, mới nguyên zin chưa qua sử dụng, đẹp xuất sắc nha. Mẫu này em đang để cho cả nhà mình đó là 3.650.000. Mã của nó sẽ là ở mã 448. Mặc dù là mẫu này nó không về hộp, nhưng mà em cũng sẽ gửi vào cái hộp đỏ của bên nhà em, cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo sang ở mã 449. 449 thì em lên cho cả nhà mình, đây là một cái bảng của The Clubhouse, cũng là một cái thương hiệu nội địa của Nhật và nó trực thuộc của tập đoàn TikTok. Mẫu này chạy 6 kim, chạy kim 24 giờ cùng một ngày, và đây là phiên bản pin kim trôi. Nó có một độ cột chiều lệch ở vị trí góc 4 sẽ 5 giờ này. Lúc này là cái thời điểm đang là gần ban đêm ý, ban đêm, vì thế cho nên là lịch của nó sẽ hơi nhấp nhô nha. Vì em sẽ rút hẳn cái núm này ra này, và em sẽ xoay này. Đấy, thì mọi người thấy là qua 12 giờ bắt đầu nó sẽ chuyển sang ngày mới rồi, đúng không ạ? Và kim này của nó cũng đã qua mốc của 24 giờ. Đấy, mọi người thấy mặt bên trong này rất đẹp luôn, đúng không ạ? Điếng tachymeter cái này lau đi là sạch thôi nha. Thấy chưa? Lau đi. Đây, cọc số nổi, chạy chronograph, viền này, mặt trước mặt sau. Bạn này chỉ sử dụng pin solar luôn ấy, pin năng lượng mặt trời nha. Tiếp theo là về dây da này, nguyên zin này, đúng không ạ? Chốt khóa nguyên zin, tag mark của nó cũng sẽ có đầy đủ. Ở bản này thì có size mặt đó chính là size 41, càng là 51.8. Đây mọi người có thể đeo lên tay, ở bản này đeo đi làm, đeo chơi đều ok hết. Một cái phiên bản của The Clubhouse, pin kim trôi, solar, pin năng lượng mặt trời. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu. Dạ vâng, 2 triệu, mã của nó sẽ là mã 449. 2 triệu mã 449. Mã hàng cuối cùng ở sau video ngày hôm nay, mã 450, đó chính là phiên bản của WeZ. Đây là mẫu nữ 6 kim, full hộp, giấy tờ sổ sách đầy đủ. Đây mọi người thấy không? Rất đẹp nhá. Nó chạy đó là cả kim dây này. Đây là kim dây nhá. Hiện tại cái này nó hết pin mất rồi. Kim dây, đây là thứ, đây là ngày.
mặt bên trong này màu xanh xanh, xanh ngọc này, viền này, sáng này, dây này, phay xước và nó sẽ mix được 12 màu. Dây chốt khóa nguyên zin. Cái QZ này nó là chi nhánh con của Selco nên sử dụng bộ máy của Selco, đó chính là bộ máy VD75. Moment Japan và cây China, tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Selco được đặt tại bên Trung thôi. Size 30.8 và càng của phiên bản này sẽ là 37.5. Mẫu này cho các anh cho các chị có cổ tay 16 đổ xuống. Đó, tay 16 đổ xuống. Mới nguyên zin full hộp nên là các anh có thể là mang đi tặng rất là ok. Và đây em đang để cho cả nhà mình là 1.450.000. 1.450.000 mã 450 và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay. Mọi người có yêu thích cả mã sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em, đó là số 0858585 từ quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.